Hello, chào nhà nha. Thì cho nhà xem thành quả em mới đi siêu thị về nhà nha. Thì mua bịch lẩu cũng gần về gửi ở nhà cho mình nghe nha. Đây là nguyên liệu nha. Đây là mình đổ rồi nha. Đó, trong bịch lẩu đâu 7-9 cành nha nha. Nó có được như đây nha, chả là bò viên nè, cá nè, được con mực với mấy con tôm nữa nha. Bây giờ đây là rau rau rau, rau trong lẩu luôn cả nhà nha. Thì đây là rau mình topping mình phụ thêm nha. Vậy bây giờ mở nhà vào bếp nấu cùng mình nha cả nhà. Rồi đó. Rồi. 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 Quay cũng yên. Lẩu. Giờ mình sẽ bắt chả nấu nước lèo cả nhà nha, nước lẩu nha. Bỏ này vô cái nhà nha. Xẻo. Thơm quá nhà. Cho phi ba cái hành cho vàng nữa nha cả nhà nha. Để nhà cho nhà xem lại nha. Đó, cái nhà cái dĩa cái mâm này là mua trong siêu thị về có 79 cành nha cả nhà, đầy đủ cái gì nè cả nhà. Đó. Rau thì ít rồi mình mua thêm cả nhà nha. Đó, vậy bây giờ mình sẽ bỏ cá vô, mình sẽ phi cho nó vàng cả nhà nha, rồi mình bỏ bịch lẩu thái vô sơ cả nhà nha. Mình sẽ bỏ cá vào phi cả nhà. Đó, được 2 khúc cá cả nhà. Mình sẽ bỏ cá vô cho nó sang cái độ nước luôn cả nhà nha. Xương qua cho cá mà nó vàng lên cái này. Những cái nào dễ chín mình bỏ vô sau cái nhà nha. Nhà cá cũng vàng rồi, cho nước vô luôn cái nhà nha. À. Xéo. Quá đã nha. Đây cái nhà, đây là nước mình bỏ vô xong rồi mình sẽ bỏ topping bắp rồi với bịch lẩu thái luôn cả nhà nha. Đó, giờ mình sẽ bỏ bắp vô luôn cả nhà nha. Đó, nấu cái bắp mình nó cũng chậm chín á, mình cho vô trước cả nhà. Nấu cho nước nó ngọt cái đó cả nhà nha, với cà chua nè. Còn mấy cái này mình dễ chín cả nhà, mình bỏ vô sau cả nhà nha. Giờ mình sẽ cho bịch lẩu thái vô luôn cả nhà. Đó. Đơn giản lẩu thái giờ cũng dễ làm cả nhà nha, có bịch lẩu thái thì mình nêm nếm lại là lụm thôi. Cho lẩu thái là cái tâm nước nó sẽ ra là màu đẹp liền cả nhà. Thấy không? Cho vô cái là cái nước nó ngả màu được không? Vàng vàng óng ánh luôn nha. Đó, nhà xem. Dẹp nấu nước này cho nó chín cá bắp nước này xong xuôi mình đi mà nhắc để nhà cả nha. Rồi lỗ mình bây giờ cũng đã chín cái nhà, dị dọn để cái nhà cả nhà. Chiến lên nào. Hết sảy luôn cả nhà ơi, quá đã nha. Bây giờ em dọn xuống em nhắc đã cả nhà nha. Hello, chào mọi người nha. Chào mọi người Tung. Chào cả nhà nha. Thì bây giờ cho nhà xem thành quả rồi lỗ 79 cành của em đã chín cả nhà nha. Đó, cho nhà xem lại cả nhà nha. Đó. Quá đã nha. Đơn giản như vậy. Hồi nãy gia đình có đi vô siêu thị rồi mua cả nhà xem ngày Tết nha, có từng ở siêu thị cả nhà nha. Rồi là nó thấy cái nồi lẩu nó chuẩn bị sẵn đơn giản thấy ngon hấp dẫn mua về làm chiến thử cả nhà nha. Đây nha cả nhà. Đây giờ đang trộn bún. Đó, rồi bỏ tới bên nữa vậy. Bỏ hết kia luôn. Vô bỏ vô bỏ vô con. Để cho mẹ bỏ tay dưới đó. Bỏ hết luôn.
bỏ vô lầm luôn. Nước coca nha, bỏ lần luôn em ơi. Đó. Qua đã nhà nha. Hết sảy luôn cả nhà. Rồi dần lửa lên con. Mình ra đi bố. Mình tấp bên cái một xong cả nhà luôn nha. Bên cả nhà nha. Bên nhà nha, đó. Bên nhà nhưng bên nhà có số 79 ngàn thì là 79 ngàn. Rồi hai bà con kìa miêu thử coi. Được. Cho nó chín chứ nè, anh đi ăn. Bỏ cái muối miệng ăn nè. Chiều giờ đi siêu thị về đói bụng chết rồi. Rồi. Quá đã cả nhà. Cả nhà xem lại cái nồi lẩu có được từ con bạch tuộc luôn cả nhà nha. Ngon lành cành đào cả nhà. Cái này có 79 cành à. Trong siêu thị nó bán cả nhà nha. Ừ. Ra thì được ít thôi cả nhà nha, còn ít thì mình mua thêm cả nhà nha. Không có thì mía con chả chín đó. Rồi cá đó. Cá là cả nhà. Nó là riêng vậy ăn. Cá chín nó giờ à. Đó. Cá chín. Nãy nấu nước mình cũng bỏ cá vô trước đó nha. Giờ nhìn cá chín là cá được hai khứa mấy đó nha. Hai khứa. Vậy còn như đây là cũng rẻ ngon cả nhà nha. Đó, đầy đủ đơn giản. Mực cái chín, một con mực cái trâu cũng có. Đây. Rồi, hai con người mình yêu vậy. Bây giờ quá đã nhà ơi. Tới bữa luôn. Làm bắt bún cũng ghê nha. Đi lâu lên có mà 7 đứa nhà mà ăn được. Chụp bún chiến ở nhà nha. Vì mãi là nhà bữa luôn ở nhà nha. Quá đã nhà. Là mà mình sẽ làm cái biểu cái chả nhà ha. Quá đã nhà ơi. Còn tươi lắm ngon nữa nha. Này mà sướng sướng đó nha. Bắp à. Cái trứng nhà được con bạch tuộc đó nhà nhờ. Rõ được con bạch tuộc. Trứng. Sử dụng cá trước đó nhà nha. Chả ngon. Ăn được không? Chín thoải mái được vậy. Mày ăn miếng cá không? Một tô mà đúng không? Nên gấp để tèo không? Mày được 4 con tôm nha. Mày ăn tôm nha. Ở đây nha. Nóng bỗng rồi 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 muốn rồi anh bảo bên kia nó chạy nước lên này kia qua chạy bên đây nói chung lẩu lẩu lúc nào cũng là rau là chính cả nhà nha. Rau này nó cũng cho trong mình lẩu ít đó nha, còn mình thì mình mua ít thêm á tiếp biên thêm thêm một sườn coi rồi nè cũng có hình thống hết sảy mà con luôn cả nhà. Muốn quá đã cho mình tổ chính rồi nghe là mình sao ba người sẽ chia làm ba nha, mình sẽ ba bố kéo là mấy gầu rồi muốn làm bún chưa bán ra chưa làm chưa ăn mà nó có cá rau cần nó thơm rau cần này không. Có gần đồng nữa nhà nó thơm lắm. Cá chưa mà. Được coi mà anh hay. Cá mùi rồi. Bà. Ủa đó. Mình phải chiến rau nữa nè. Bữa rau nhiều vô chiến rồi. Rau đã. Ăn câu con.
mực này chắc mình chia làm ba gia đình nên mình xin phép xé nhà nha. Đó. Là 10 người miếng ăn lấy vị đó nha. Còn có một cái nguyên luôn. Bóng quá nha. Quá đã. Quá nha. Bây giờ này cái này của bo nè, này của mẹ mình nè. Đây. Chén của bo đó ba cái này nha. Chia ba nhà mà ở nhà gì mà nhà chiến cái nhà nha, mực trứng ở nhà. Rồi, tôi nướng nè, ngon. Bữa nào à? Ngon có một thì mình nhúng trứng à. Không dám ăn với mẹ nè, không ngon. 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 Da vô thì sự bánh gân như quá. Không gửi thì mô quá. Thử bánh cơm. Cái gân nhà. Ra rồi. Sao của em nha. Mới thôi, mới thôi. Mới thôi hả? Còn thêm là bút không? Mới cơm, mới cơm, mới có cơm kìa. Cá thì đây cũng một tươi này nha. Có hả? Đợi ra mà đợi ra nào. Gần Tết đó. Đợi. Đó. Tới đây là cả nhà nha. Chị chúc cho nhà một bữa ăn ngon miệng và nhiều sức khỏe nha cả nhà. Vậy hẹn cả nhà vào video ngày mai nha. Bye. Bye.